gì vậy con? Quay clip giùm con hả? Sao rồi? Rồi rồi, ngồi lại. Ba quay rồi nè. Sao? Con nói gì? Gì con cảm ơn cô Điệp hả? Cô Điệp nào? À, cô Điệp ở bên shop VBET mà đường Nguyễn Chủ La, quận 10 á đúng không? Mà sao? Cảm ơn cô Điệp sao? Rồi, cảm ơn cô Điệp, shop VBET đã làm đẹp cho con với mẹ đen ngày hôm nay đúng không? Trời ơi, nói dạ đúng là muốn nạt vô mặt tôi vậy. Không có Điệp cái đi. Không có Điệp. Không có Điệp vô. Quay qua đây không nè. Đâu ạ? À? Không có Điệp cái nè. Không. Nhiều chuyện, không có Điệp cái. Đúng rồi, giỏi. Good.